Chào các bạn, bữa nay mình chia sẻ với các bạn là mình làm cái bánh bánh tằm, mà mình làm cái cách mới nha các bạn. Mình chia sẻ với các bạn là làm cái bánh tằm này nó không có dính nha. Mình hấp nó không có dính với nhau. Đây mình có này có là nửa ký bột gạo các bạn. Nửa ký bột gạo nè, ở đây mình có 100 g bột nếp nha. Ở đây mình có thêm 100 g bột năng nữa nha. Đây mình có 120 gram đường, muỗng dầu ăn nha. Ở đây mình có 150 ml nước cốt nha, cốt dừa mình vắt á. Đó, rồi giờ mình cho đường vô nước cốt này nha. Rồi mình bắt lên bếp đó, cho nó nóng, nó tan đường ra rồi mình nhồi. Rồi giờ mình cho này vô, mình bắt lên bếp nha, cho nó nóng nóng rồi mình ra mình nhồi, rồi chia sẻ tiếp với các bạn ha. Cái này là mình làm bánh tằm ngọt nha các bạn, bánh tằm ngọt mình ăn với nước cốt nha các bạn. Đây giờ mình nấu cái này xong rồi, giờ mình cho nó vô nha các bạn. Này mình cho đường là bánh tằm ngọt nha các bạn nha. Giờ này nấu nó vô nó vàng già, mình cho nó nóng. Đổ từ từ vậy. Rồi giờ mình cho cái này vô nha, cho cái bột nếp vô. Rồi cho bột năng vô luôn ha. Trộn luôn. Mình cho dầu ăn vô các bạn. Cho vô luôn. Mình nhồi mình trộn nó cũng đều. Các bạn hấp làm ăn đi, nó không có là dính, mình hấp bảnh lắm chứ mình làm mà dầu chị nó cũng không bằng. Này mình chỉ hỗ trợ dầu cho nó, cái cục bột nó dễ xe thôi, chứ cái nước cốt á mình hấp rồi cái nó bị gì, mình hấp cái nó chảy nước cốt ra, nó không có dính gì trong bảnh lắm. Mình ăn rồi mình thấy ngon mà lại thơm, rồi lại nó dễ làm dễ hấp nữa. Mình chia sẻ cho các bạn cùng làm với mình ha. Này mình mua 300 gram dừa mình dắt ra các bạn, mình kêu nó dắt cho mình á. Rồi giờ nó nguội, nó cũng không có nóng. Bây giờ mình nhồi nha. Nhồi đi lấy chùng cho nó dễ làm hơn các bạn ha. Mình bỏ vô mình luộc cục bột. À, nước cốt mình nấu cho nó sôi lên á, mình làm cũng được nữa các bạn. Mà nhưng mà mình hấp đi rồi cái nó ra mùng con á, nó ra dầu á, cái dùng dừa á nó cũng ngon thơm lắm. Các bạn làm bỏ vô thêm bột nếp rồi này là nó dẻo tới chiều luôn, tới sáng qua bữa hôm sau luôn. Hôm bữa mình mần đó các bạn, mình mần cái mình để ăn qua tới bữa sau luôn. Nó không có cứng nha, không có khô hầu, không có cứng nhắc. Rồi nhồi gì đây, cái mình đi mình có bắt cái nồi nước á, mình luộc nha các bạn ha. Nó cũng ngọt rồi đó, nó ngọt. Mình ăn không tùy mình ăn cũng nhím cốt thì mình ăn không nó vẫn ngon. Mình bắt nước sôi đó, mình bỏ vô bột vô mình luộc nó nha, luộc nó chín cái ngoài thôi, rồi mình nhồi tiếp nha các bạn ha. Luộc hết 3 cục đó.
nó chín ở ngoài không chín, không chín được ở trong. Rồi. Mình luộc cho nó 5-10 phút gì đi hen các bạn nha. Rồi mình luộc rồi cái mình nhồi nha, mình nhồi cỡ chừng 20 phút với bột nó mới dai nha các bạn nha. Bây giờ mình luộc xong rồi đây các bạn, mình luộc xong rồi giờ mình nhồi nó nha các bạn ha. Các bạn ơi thấy mình làm các bạn có thích á, các bạn nhớ ủng hộ mình nha các bạn ha. Nó cũng nóng nhưng mà nó mình nhồi cho nó dẻo bột á là nó ngon bánh dữ lắm các bạn. Cái canh là mình dễ ăn mà mình dễ làm ha, là nó mau lẹ, nó cũng còn nóng, nó mau lẹ. Mình cắt nó rồi mình xe, mình cắt nó rồi mình xe, chứ mình không có để nguyên bột mình xe nóng để mình đi kiếm cái bao tay. Đây các bạn mình nhồi nè, vô bao tay này mình nhồi cái dẻo nó dai lắm, ngon lắm. Bữa mình làm mình ăn 2 ngày đó toàn, mình thấy ngon mình chia sẻ với các bạn, các bạn cùng làm ăn với mình nha. Nè, các bạn thấy không, dẻo này. Nhồi cho nó dai lại nha các bạn ha. Nhồi cỡ chừng 10 phút là nó dai rồi các bạn ha. Nó dai nó dẻo lại rồi, nó vừa với cái mình xe, tại vì nó có bột nếp, có bột năng, nó ngon. Bột trắng tinh mà nhồi lên nó thơm, nó cốt lắm. Bây giờ mình nhồi cỡ chừng 5 phút nữa ha, rồi mình cắt mình xe nha các bạn, rồi mình hấp thắng nó cốt mình ăn nha. Đây các bạn mình nhồi tổng cộng 10 phút các bạn nè, mình chưa sát cho các bạn coi, mình dữ lắm luôn. Không, cái dai dữ lắm các bạn. Rồi giờ mình đi, mình xe các bạn, mà giờ mình đi cắn cái mình cắt nha, cắt cái mình xe mau lắm, rồi mình hấp. Rồi làm chút xíu có ăn rồi các bạn, dễ làm mà làm mau nữa. Rồi giờ mình nhồi này mịn bột. Các bạn mà có yêu thích mình á, các bạn thấy cách mình chia sẻ, các bạn làm cái công thức y như gì nè, là dễ làm đó nha. Nó mịn nè các bạn thấy không, các bạn thấy nó mịn không? Ôi, bột nó mịn. Giờ mình đi cắt, mình cán ra cái mình cán ra cái mình cắt cái mình xe rồi nó mau lắm. Bây giờ mình cắt khúc khúc vậy nè các bạn, bây giờ mình cán nó ra, cái bột nó mềm nó ngon á, là mình dễ làm đó. Còn mình nhồi chưa có tới nó là mình làm nó bị khó làm, mình cán nó cũng không mỏng luôn, cỡ một cm á các bạn, là mình cắt ra, mình xe nó dài rồi. Các bạn muốn xe dài thì các bạn xe dài, còn xe ngắn thì các bạn xe ngắn nha. Đây nó không có dính bột bánh á, cắt cỡ này ha, không có dính cái gì chứ, tại vì cái nước cốt á đó, các bạn khỏi cần bột sống nè, khỏi cần bột áo nha đó. Vậy các bạn muốn gứa nước cốt lên á, nước cốt tươi á các bạn, muốn gứa lên thì gứa, còn muốn gứa dầu ăn á thì mình gứa nha, tùy theo các bạn muốn thích ăn nước cốt á, là mình dắt dừa là mình lấy nước cốt, đừng có đổ nước, mình lấy cái nước cốt cốt không á nha các bạn. Nó ít thôi, cái mình bỏ, lúc mình bỏ vô mình hấp á, mình gứa nước cốt nó lên hơi hơi thôi là nó không dính luôn, mà ăn nó béo, nó thơm, nó ngon. Còn các bạn nào mà không có thích ăn nước cốt á thì các bạn cho xíu dầu đây, không dính luôn, ảnh lắm. Cái nào mình chia sẻ dễ làm á các bạn, cho các bạn làm cùng với mình ăn nha. Mình mang bao tay mình xe cũng được, mà mình
xe bàn tay cũng được, nó không có dính. Đây các bạn, mình xe xong rồi, đây giờ mình đi luộc đây, mình đi hấp nha. Đây được nhiêu đây, cái này 700g bột là được nhiêu đây nè các bạn. Rồi giờ mình đi hấp. Đấy, xe dài đó. Cốt lá chuối để thôi, cái chỉ này nó bị nước lên nha. Xà chồng nó không dính. Đó. Để chồng chồng nó lên nha. Sao hết. Rồi giờ mình đi hấp nha. Hấp cỡ 20 phút. Đây các bạn, mình hấp xong rồi nè. Rồi mình hấp cũng vào 30 phút đó các bạn, tại vì chất nhiều quá nè. Đó. Mình hấp mình đem ra thì bỏ vô dĩa mình cho nước cốt mình ăn em, cho mình thắng nước cốt nè các bạn. Một bao nhiêu đây, mình bỏ một muỗng cà phê đường với lại phần tư muỗng cà phê muối, mình cũng thắng mặn mặn ngọt nha các bạn. Đem ra cái mình rưới chút xíu nước cốt hay là mình rưới chút xíu dầu gì đó là mình ăn thôi. Rồi. Bây giờ mình chan nước cốt cho mình ăn nha các bạn nha. Cái này mình làm nó ngọt ngọt rồi ngon lắm các bạn. Ăn không cũng vừa ăn nữa các bạn ơi. Cái mình muốn ăn á, thí dụ nó có khô thì mình hấp lại nha. Cốt mình hấp. Mình bỏ hành nha các bạn. Đây. Mình mời các bạn chung với mình nha. Các bạn dễ làm ăn lắm. Mình thường thường nhà mình cùng miệng mình làm cái này nè. Mời các bạn chung với mình nha. Bây giờ hả, các bạn thích cái kênh Đức Bình á, các bạn làm cái kiểu như này nè là ăn ngon lắm, dễ ăn mà nó dễ làm. Các bạn có yêu thích kênh Bích Quỳnh á, các bạn nhớ đăng ký bình luận á, các bạn bình luận cho mình biết nha các bạn. Bây giờ mình chào tạm biệt các bạn nha, hẹn cái clip tiếp theo.